Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình để mình nâng cái mật độ con vi sinh ở trong cái hỗn hợp cái men vi sinh của mình lên tới trong cái sinh khối khi mình ủ mình nhân sinh khối á, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để mình nâng cái mật độ con men vi sinh lên. Tại vì thường thường các bạn thấy ở bên bên ngoài thị trường người ta bán á là cái mật độ con men vi sinh nó nằm ở tầm 10 mũ 8, cao nhất thì mình thấy nó tầm cỡ 10 mũ 12. Đó thì bây giờ mình làm cách nào để mình nâng lên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là thứ nhất. Thứ hai nữa, mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái cách để mà mình sử dụng cái nước mưa, nước nước kênh, nước suối, nước sông, ao hồ đó để mình nuôi con men vi sinh như thế nào. Tại vì trên mạng á, thì nhiều công ty người ta chia sẻ là người ta khuyến cáo các bạn là không nên dùng nước mưa. Nhưng mà nước mưa rồi nước kênh, nước sông, nước suối thì các bạn không nên dùng, không được phép dùng. Người ta kêu là tối kỵ khi sử dụng cái nguồn nước đó để mà nuôi con men vi sinh. Theo như người ta nói thì là không được, nhưng mà mình sẽ có cái cách để mình hướng dẫn các bạn. Thì trước khi mà để hướng dẫn các bạn làm hai cái việc đó thì mình xin 1 phút để mình cảm ơn những anh em bà con đã đóng góp ý kiến ở trên cái kênh của mình, cũng như là đã đăng ký theo dõi kênh. Thì thực ra mình cũng không có để ý là có, mình cũng cảm thấy bất ngờ, tại vì mình cũng chia sẻ một vài cái video mà nó mang cái tính chất là theo cái kinh nghiệm, cái hiểu biết của mình, cái kinh nghiệm của mình rồi cho quá trình thực tế mình làm như thế nào, thì cũng có nhiều anh em bà con quan tâm theo dõi. Đó. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thì cái thứ nhất á, cái nội dung mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay thì cái thứ nhất về cái mật độ con men vi sinh á, thì các bạn phải phải nắm rõ được là cái gọi là khi mà mình nuôi mình nhân sinh khối con men vi sinh á, thì nó đòi hỏi là phải có thức ăn cho nó. Mình nuôi con gì cũng vậy thôi, nó phải có thức ăn, phải mình phải cung cấp đủ cái dinh dưỡng cho nó thì nó mới phát triển được. Thứ hai nữa là về cái điều kiện kèm theo để yêu cầu để mà tạo ra cái môi trường á, thì các bạn cũng phải đáp ứng được cái môi trường phù hợp với con men vi sinh đó, thì các bạn sẽ nuôi và nhân sinh khối và tăng cái mật độ nó lên rất là dễ dàng. Thì để mà tăng cái mật độ á, thì ví dụ như yêu cầu cái con men vi sinh, mình không biết là các bạn nuôi con men vi sinh gì, nhưng mà ví dụ các bạn nuôi con men vi sinh gì thì các bạn phải xem cho kỹ, cho chắc lại là hiện tại các bạn đang nuôi con men vi sinh gì, rồi các bạn lên mạng các bạn tìm hiểu, hoặc là các bạn có thể là đặt cái câu hỏi ở đây là cho mình xem, cho mình thấy là cái các bạn đang nuôi nuôi chính xác là con men vi sinh gì, thì nếu mà mình biết thì mình sẽ hướng dẫn các bạn, còn nếu mình không biết thì mình sẽ tìm hiểu hoặc là mình hướng dẫn, mình chỉ cho các bạn cái nguồn để các bạn tìm hiểu cho nó chính xác. Nhưng mà vấn đề quan trọng á, là bạn phải biết chắc chắn là bạn đang nuôi chính xác là cái chủng vi sinh gì. Chứ còn ví dụ như các bạn nói đang nuôi Bacillus hoặc là đang nuôi cái con Saccharomyces, hoặc là các bạn Saccharomyces thì nó là nói là dạng là nấm men đó. Hoặc là các bạn đang nuôi hoặc là các bạn đang nuôi con Lactobacillus, thì Lactobacillus hoặc là Saccharomyces hoặc là cái Bacillus thì nó là một cái, nó gọi là nó là cái tên chung thôi, nó là một chủng. Ví dụ như Bacillus thì nó là một chủng, trong cái Bacillus đó thì nó có rất nhiều loại Bacillus, cho nên là các bạn phải biết chính xác là đang nuôi con Bacillus gì. Chứ còn bây giờ trên thực tế khi mà các bạn mua cái bịch vem gốc á, hoặc là các bạn mua những cái chai mà dạng 1 lít 5 lít á, thì các bạn thấy người ta để là Bacillus, mà Bacillus chung chung thì cũng không được. Tại vì mỗi loại Bacillus thì nó yêu cầu một cái độ pH khác nhau, rồi những cái nhiệt độ khác nhau. Đó, ví dụ như con nấm Saccharomyces thì nói chung về về cái nấm men á, Saccharomyces đó thì nó có nhiều loại, nhưng mà mình nói chung chung thì nó nằm tầm khoảng cái pH yêu cầu của nó là 4, từ 4 đến 5. Nó rồi nó sẽ phát triển tốt nhất ở là trong cái môi trường là các bạn nuôi sốt á, nuôi dạng như các bạn ủ, mà ủ tức là nó là cái loại loại men vi sinh, mà nó là loại nấm men, mà nó cái điều kiện yêu cầu về về độ ẩm của nó thì là độ ẩm của nó là mức trung bình chứ không phải là độ ẩm cao. Thì mức trung bình là ở cái dạng mà các bạn ủ, mà ủ gọi là
giống như các bạn ủ thức ăn ấy, mà dạng ẩm ẩm á, thì đó là cái điều kiện tốt nhất và cái pH tốt nhất để mà nuôi con men vi sinh đó, thì nó nằm tầm từ 4 đến 5 đó, thì mình ví dụ là như vậy thôi. Thì để các bạn mà muốn nâng cái mật độ lên thì các bạn phải bổ sung đầy đủ là về nguồn dinh dưỡng, và thứ hai nữa là về cái độ pH, là hai cái quan trọng nhất. Rồi sau đó là các bạn phải tìm hiểu về cái nhiệt độ đó, nó phải phù hợp, đó là ba đó. Thì đó là ba cái yếu tố mà quan trọng nhất để mà mình có thể mình nâng cái mật độ lên. Thì trong quá trình các bạn ủ con men vi sinh á, thì nó sẽ trải qua 4 giai đoạn. Khi mà các bạn nhân sinh khối á, các bạn nhân sinh khối thì nó sẽ trải qua 4 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên á, khi mà các bạn mới đưa vào ủ á, thì nó gọi là cái giai đoạn, tức là trong trong tài liệu mà ở các trường đại học hoặc là ở cái chương trình phổ thông á, rồi một số những người mà có chuyên môn về vi sinh á, thì người ta gọi bốn cái, nó người ta gọi bằng bằng những cái 4 cái giai đoạn này nè, người ta gọi là bằng những cái tên nó khác nhau, nhưng mình nói chung lại để anh em dễ hiểu thì nó sẽ trải qua 4 cái giai đoạn. Nó là một cái biểu đồ tăng trưởng thì nó sẽ trải qua 4 cái giai đoạn. Thì cái giai đoạn đầu tiên á, là nó là nôm na lại nó là giai đoạn thích nghi, thì cái mật độ vi sinh nó phát triển nó không cao, nó bằng 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 thôi, nó không cao. Thì cái giai đoạn này là khi mà các bạn đưa vào thì con men vi sinh nó cần phải có thời gian để nó thích nghi với cái môi trường, và để có cái thời gian nó tích lũy cái dinh dưỡng, và nó sẽ chuyển qua một cái giai đoạn là giai đoạn tăng trưởng. Thì trong cái giai đoạn tăng trưởng đó thì cái con men vi sinh đó, thì nó sẽ phát triển rất là nhanh. Do lúc đó là điều kiện là về dinh dưỡng các bạn đã cung cấp đủ dinh dưỡng cho nó rồi, và điều kiện nhiệt độ pH này thích hợp này, là nó sẽ phát triển rất là nhanh. Nhưng mà đến một cái giai đoạn là nó sẽ đi một cái đường bằng. Thì cái giai đoạn nó phát triển nhanh như vậy, nó mình gọi là cái giai đoạn là nó tăng trưởng, hoặc là giai đoạn lũy thừa, giai đoạn gì đó, thì có nhiều cái tên gọi như nãy mình nói á, nó có nhiều cái tên gọi khác nhau, thì mình cứ gọi chung chung nó là một cái giai đoạn tăng trưởng. Thì khi đến cuối cái giai đoạn tăng trưởng đó rồi thì nó sẽ đi qua một cái giai đoạn gọi là giai đoạn cân bằng, thì cái biểu đồ nó bắt đầu nằm ngang. Nó nằm ngang thì cái số vi sinh nó sinh ra thì nó sẽ bằng cái số vi sinh mất đi, tức là nó sẽ đều 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 ở mức độ duy trì của vi sinh ở trong cái hỗn hợp của các bạn, nó cứ đều 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 vậy đó. Rồi xong hết một cái giai đoạn gọi là giai đoạn mình gọi là giai đoạn nó ổn định đi, tức là cái mật độ là nó cứ cứ đều 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 và nó duy trì mật độ đó, và đến một khoảng thời gian nào đó thì cái giai đoạn ổn định đó nó bắt đầu là nó đi xuống, cái biểu đồ nó bắt đầu nó đi xuống, thì lúc này cái con men vi sinh trong cái hỗn hợp của các bạn thì nó sẽ bị giảm về số lượng, nó sẽ giảm dần về số lượng. Còn cái pH đó, cái pH thì ban đầu á, là ví dụ các bạn ủ cái pH thì các bạn lựa cái mức độ, ví dụ như cái mức đầu khi mà mình dùng nước máy hoặc là nước nước sinh hoạt, nước giếng gì đó, thì cái độ pH nó tương đối cao, nó nằm tầm khoảng cỡ 6 chấm mấy cho tới 7 chấm mấy, khoảng cỡ 6.5, 6.6 cho tới 7.4, 7.5 gì đó. Thì cái đó là cái nước sinh hoạt, thì ví dụ như cái nước sinh hoạt đó nằm ở 7 chấm thì là cái mức pH trung tính. Thì cái thang pH thì các bạn biết rồi, nó chia làm 14 14, gọi là 10, nó chia từ 1, từ từ 0 tới 14 đó. Thì ví dụ nó nằm ở 7 là trung tính. Thì nếu như các bạn và nuôi những con vi sinh, chẳng hạn như mình nuôi con Bacillus subtilis, thì cái yêu cầu của nó là pH của nó là từ 7 cho tới 7.4. Thì ví dụ như nếu, và cái nhiệt độ của nó là nó nằm tầm khoảng cỡ 37 cho tới bốn mấy 50 độ đó, thì là nó sẽ phát triển là tốt nhất. Thì để bây giờ mình muốn, tức là trong bây giờ mình nói trong cái quá trình mà mình nuôi như vậy thì nó đi theo một cái biểu đồ như vậy, các bạn phải hiểu là đi theo biểu đồ, và nó đang, khi mình nuôi như vậy thì nó đang ở trong cái giai đoạn nào trong cái biểu đồ đó để mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Thì ở đây nó ảnh hưởng, nó các bạn có thể quan sát bằng bằng mắt thường, bằng cảm nhận cũng được. Thì cái độ thay đổi của cái thang pH đó, thì khi mà các bạn mới ủ thì bắt đầu là nó chưa có hiện tượng gì đâu, nhưng mà sau một thời gian các bạn ủ á, là nó sẽ có mùi chua chua nồng nồng đó. Thì khi mà chua nồng như vậy là cái pH nó giảm xuống,
khi mà cái pH nó nằm ở cái giai đoạn mà con vi sinh nó phát triển ổn định rồi á, nó không tăng lên được nữa mà nó cứ nằm đều đều á, thì pH nó có thể là giảm xuống tới là khoảng 3.9, 4.4 chấm mấy. Thì cái thời điểm này là các bạn bắt buộc các bạn phải phải tăng tăng cái pH, các bạn phải tăng cái pH cho con mèo vi sinh để nó tiếp tục nó phát triển. Thứ hai nữa là các bạn phải bổ sung cái dinh dưỡng. Đó, còn và cái và các bạn phải điều chỉnh được cái nhiệt độ thì con men vi sinh nó sẽ tiếp tục nó sẽ tăng cái mật độ trong cái hỗn hợp các bạn nuôi. Đó. Tại vì có ví dụ như con vi sinh Bacillus đi thì nó thích hợp ở pH 7, mà cái sau một thời gian mình ủ mình nuôi mình nhân sinh khối thì nó sẽ pH nó sẽ đi xuống dần 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 dần, nó sẽ xuống 6, 5, 4 rồi nhiều khi 3 chấm mấy nữa, thì lúc đó là nó không cái độ pH của nó không phù hợp nữa, mặc dù là cái dinh dưỡng nó vẫn còn nhưng mà cái pH nó không phù hợp thì con vi sinh nó sẽ không phát triển được nữa. Tới lúc đó nó sẽ đóng, ví dụ như con Bacillus subtilis thì nó có khả năng là nó hóa bào tử. Tức là khi mà cái điều kiện nó không phù hợp nữa là nó sẽ hóa thành bào tử, là nó không hoạt động nữa. Nhưng mà có một số loại vi sinh đó, thì nó không có khả năng hóa bào tử, thì tới khi mà cái điều kiện nó không phù hợp nữa nó bị chết, nó bị suy giảm về số lượng đi, thì là các bạn sẽ nuôi như vậy nó sẽ không có hiệu quả. Mà các bạn để càng lâu thì nó sẽ chất lượng nó càng giảm. Đó, tại vì bản thân con men vi sinh trong quá trình mà các bạn nuôi như vậy thì nó sẽ hấp thụ những cái dinh dưỡng và nó sẽ thải ra ngoài môi trường là những cái chất thải nó độc hại. Đó, thì các bạn càng nuôi càng bảo quản lâu và càng nuôi lâu và các bạn không biết nó đang nằm trong giai đoạn nào và các bạn sử dụng nó không hợp lý. Đó, thì nó sẽ có cái tác hại. Đó, thế còn mà bây giờ các bạn muốn nâng mật độ nó lên đó, thì các bạn bổ sung cho mình là cái dinh dưỡng. Cái thứ hai nữa là cái nhiệt độ các bạn phải duy trì làm sao cái nhiệt độ nó ổn định giống như cái nhiệt độ ban đầu các bạn nuôi á. Rồi thứ ba nữa là các bạn phải nâng pH nâng pH nó lên. Đó, thì về cái dinh dưỡng thì nó bao gồm những cái gì thì mình đã có cái clip mình chia sẻ rồi, các bạn có thể là các bạn quan tâm thì các bạn bằng xem lại clip đó. Thứ hai nữa là về nhiệt độ thì mình ví dụ như mình ủ bằng những cái thùng nhỏ nhỏ thì mình có thể mình mang ra mình để ngoài nắng một ngày thôi, mình để từ lúc chừng 8-9 giờ sáng nó bắt đầu trời nắng nắng nóng nóng rồi đó, thì mình mang ra mình phơi nắng rồi xong tới chiều chiều mát mát là mình sẽ bỏ nó vô trong cái phòng kín lại để cho nó ổn định cái nhiệt độ đó. Chứ còn các bạn nếu mà các bạn để qua đêm á, thì nó sẽ tới đêm thì ban ngày thì nó nóng nhưng mà ban đêm thì nó lạnh, thì nhiệt độ nó giảm xuống nữa thì con vi sinh nó lại phát triển chậm lại đó. Rồi cái pH thì các bạn nâng cái pH bằng cách là các bạn mua cái vôi bột á, xong rồi các về các bạn pha các bạn khuấy cho nó tan ở trong nước đi, xong các bạn để cho nó lắng xuống nó trong đi. Thì các bạn sẽ dùng cái nước đó các bạn đổ thêm châm thêm vào cái thùng vi sinh của các bạn, nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn phải pha pha nó loãng loãng ra và các bạn châm từ từ thôi, và các bạn vừa châm vừa khuấy cho nó đều đi, chứ đừng có châm một lúc nó nhiều quá, châm xong rồi khoảng đều. Nếu mà các bạn mà không có cái giấy quỳ để các bạn, hoặc là các bạn không có cái bút để các bạn đo pH á, thì các bạn đổ từ từ xong các bạn khuấy, khi nào mùi nó bớt chua đi thì các bạn ngưng, các bạn đừng đổ thêm nữa, tại vì nhiều khi các bạn đổ thêm thì cái pH nó nâng quá lên, nó sẽ nâng lên quá 7 chấm, nó lên 8, 9 chấm, 10 chấm thì nó lại không phù hợp. Đó. Thì tốt nhất là các bạn nên mua cái bút đo pH đó, rồi hoặc là các bạn cũng có thể là các bạn mua cái giấy quỳ tím đó. Cái giấy quỳ các bạn ra tiệm bán thủy sản đó, bán thuốc thủy sản đó. Thường mấy cái đó mấy cái người người ta nuôi tôm đó, người ta sử dụng rất nhiều, nên là các bạn nuôi 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 các bạn ra đó các bạn mua thì ở đó chắc chắn là nó sẽ có bán. Nuôi tôm người ta ngày người ta thử pH tới 2 lần lận đó, thì các bạn có thể là tham khảo. Thì cái đó là cái cách mà các bạn có thể làm cho cái mật độ vi sinh của trong cái hỗn hợp của các bạn nó sẽ đạt cái mật độ cao nhất, và các bạn cứ nuôi như vậy thì đồng thời các bạn sẽ lấy ra nha. Các bạn sẽ cứ lấy ra bổ sung, ví dụ như một ngày hoặc 2 ngày đi, thì các bạn nuôi một thùng 100 lít chẳng hạn, thì các bạn có thể là cứ lấy ra 10
10 lít, xong rồi các bạn lại bổ sung 10 lít 10 lít nước vào. Thì theo cái công thức thì các bạn ban đầu các bạn ủ như thế nào thì sau các bạn cứ làm như thế. Thì các bạn nếu mà các bạn cứ vừa 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 sử dụng vừa bổ sung, vừa sử dụng vừa bổ sung vậy thì cái men vi sinh của các bạn nó cũng bớt chua, và con men vi sinh trong cái hoặc cái dung dịch của các bạn là nó cứ sẽ phát triển hoài hoài luôn, nó cứ nằm ở trong cái pha là pha tăng trưởng, chứ nó sẽ chưa có qua cái pha cân bằng đó. Thì ví dụ như nó đang ở trong pha cân bằng thì các bạn bổ sung vào thì nó lại chuyển sang qua qua pha tăng trưởng, chứ là nó tiếp tục phát triển về số lượng. Đó là cái cách mà mình chia sẻ với các bạn làm sao để mà mình vừa tăng cái mật độ con men vi sinh trong cái hỗn hợp ủ với men vi sinh của mình lên để nó đạt chất lượng hơn. Thứ hai nữa là mình thông qua đó thì nó cũng có cái cách mà các bạn nó gọi là bổ sung dinh dưỡng, bổ sung điều kiện này kia để các bạn cứ sử dụng hoài, các bạn nuôi một lần và các bạn xài hoài đó. Còn vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn là dùng nguồn nước để mà nuôi con men vi sinh. Thì nhiều công ty, nhiều người người ta bán vi sinh, người ta chia sẻ với các bạn rằng là mình không được dùng nước mưa để mình nuôi con men vi sinh. Thì theo mình là không đúng. Tại vì bây giờ cái nước mưa người ta theo như ý người ta nói là cái nước mưa thì nó có tính axit, cho nên là nó mình không sử dụng để mình nuôi con men vi sinh được. Thì mình đồng ý với các bạn là nước mưa là nó có tính axit, nhưng mà để mà nói về là mưa axit thì nó phải từ 5.6 trở xuống thì nó mới gọi là mưa axit, chứ còn trên 5.6, tại vì cái nước mưa thì nó dao động ở từ khoảng cỡ 4 cho tới 6.5, 6.6.5. Thì cái này không phải mình nói, mà cái này mình xem mình tìm ở trên trên Google đó, thì các nhà khoa học của Việt Nam đó, thì người ta có những cái trạm quan trắc, và người ta đo xong rồi người ta phân tích, rồi người ta công bố cái chỉ tiêu của nước mưa đó, thì nó nằm tầm từ 4 cho tới 6.6 chấm mấy đó. Nó thì nếu mà mình dùng cái con dùng nước mưa để mình nhân sinh khối con vi sinh được không, thì mình nói với các bạn là được. Nhưng mà thì cũng giống như mình nói, mình chia sẻ từ hôm bữa tới giờ trong những cái clip khác cũng giống như clip này, thì các bạn phải biết là con men vi sinh đó là cái chính xác là con men vi sinh, là tên nó là con men vi sinh gì, rồi cái pH của nó thích hợp ở cái mức pH là bao nhiêu. Ví dụ như các bạn dùng nước mưa để mà các bạn mà nuôi cái chủng nấm men là cái chủng gọi là Saccharomyces đó, thì ok, hoàn toàn hợp lý, nó nằm ở cái pH nó thích hợp cho cái chủng nấm men đó thì là bình thường, đâu có gì đâu mà không quan trọng. Đó. Còn ví dụ mà các bạn mà muốn nuôi ở cái con subtilis đi, thì cái yêu cầu của nó là từ 7 cho tới 7.4. Thì bây giờ cái nước mưa của bạn ví dụ nó là 5.5 đi, thì các bạn cần phải nâng nó lên. Thì các bạn nâng thì cũng bằng cách là các bạn sẽ điều chỉnh cái pH bằng bằng cách là các bạn đổ cái nước bôi trong vào, các bạn khuấy đều, các bạn đổ cái nước bôi trong vào, sau khi mà đổ các bạn ngán ngán các bạn đo, vừa đổ ít ít xong rồi mình đo dần dần dần. Đó, thì khi mà cái pH nó đủ 7 chấm hoặc hơn 7 chấm, 7.4 đó thì là các bạn có thể là các bạn lấy ra và các bạn sử dụng được rồi. Còn bây giờ mình chia sẻ với các bạn là cái cách để mà điều chỉnh cái độ pH ở trong nước là như thế nào, thì thực sự nó rất là dễ. Cái độ pH ở trong nước thì bây giờ là ví dụ cái thang nó có cái thang là từ 0 tới 14 đi. Thì bây giờ ví dụ cái pH của bạn là đang là 4, mà các bạn muốn tăng cái pH lên 7 thì các bạn là độ cái nước bôi trong vào, hoặc là các bạn có thể đổ cái dung dịch soda, thì nó cái gốc kiềm á, những cái chất mà có gốc kiềm á thì các bạn có thể bổ sung vào và nó sẽ làm tăng cái lượng pH lên đó. Rồi các bạn nếu mà các bạn ví dụ như cái pH của các bạn mà nó cao á, nó 9-10 chấm á, thì các bạn có thể là bổ sung cái axit vào. Một là axit hữu cơ, hai là cái axit vô cơ, thì các bạn đổ cái axit vào thì nó cũng cũng làm giảm cái độ pH đó nữa. Thì thông thường ở trên mạng trong những cái vấn đề mà người ta xử lý cái nước mà nước, nước công nghiệp á, thì người ta có thể là sử dụng những cái axit mà nó axit vô cơ, nó axit carbonic hay là chlorhydrate, hay là thậm chí người ta có thể người ta sử dụng cái axit sulfuric cũng được, người ta điều chỉnh cái độ pH. Nhưng mà ví dụ như trong trong các bạn mà điều chỉnh cái độ pH để các bạn
làm cái men vi sinh á, thì mình khuyến khích các bạn nên dùng cái axit hữu cơ á. Thì axit hữu cơ là gì? Ở trong những cái trái cây nào mà nó có độ chua á, thì nó có axit hữu cơ trong đó, giống như cam hay chanh gì đó. Ví dụ cam, cái nước cam á, thì cái pH của nước cam thì nó nằm tầm tầm khoảng 3.5, rồi cái pH của nước chanh á, thì nó có 2.4 à. Đó, thì các bạn thay vì các bạn sử dụng cái axit hữu cơ thì vô cơ thì các bạn cũng có thể là bổ sung cái axit hữu cơ vào, các bạn nặn chanh vào và bạn nặn cam vào, các bạn khuấy lên thì nó vẫn làm giảm cái pH của nước mà nó còn làm tăng thêm cái một số cái vitamin và cái giống như vitamin C á, là nó sẽ bổ sung vào cái vitamin C cho cái dung dịch các bạn nuôi vi sinh, như vậy thì nó sẽ tốt hơn đó. Thì đó là cái nước mưa. Cái nước mưa thì mình quan trọng là cái nước mưa là người ta nói là không dùng được do pH nó thấp, do nước mưa có tính axit đó, thì mình có thể là mình điều chỉnh cái pH được thì mình sẽ dùng nước mưa được. Còn cái bây giờ vấn đề là nước kênh, nước nước suối nhiều bạn bạn chia sẻ là dùng dùng mình tốt nhất là mình dùng nước máy để qua đêm hoặc để 1 2 ngày. Rồi thứ hai nữa là mình dùng nước giếng khoan để mình nuôi vi sinh, nhưng mà thực thực sự mà nói với các bạn thì ở những vùng quê, vùng xa xôi á, thì người ta không có xài nước nước giếng, người ta cũng không có xài nước máy, mà người ta chủ yếu người ta xài nước mưa. Rồi cái nước nước kênh, nước sông người ta bơm lên, người ta để lắng cạn lại rồi người ta xài. Nó thì bây giờ ví dụ như ở những cái vùng đó người ta không có cái nước máy với nước giếng thì chẳng lẽ người ta không nuôi vi sinh được hay sao? Thì mình chia sẻ với các bạn là cái cách để mình nuôi luôn là bằng cái nước kênh, nước ao hồ kênh. Thì cái kênh với cái ao hồ, cái sông suối á, thì tốt nhất là các bạn canh cái nước, ví dụ như ở miền Tây đi, cái thời điểm mà nước lớn á, các bạn bơm vô để các bạn xử lý, hoặc là các bạn lựa những cái ao hồ, cái bún nào nó trong trong một chút xíu thì các bạn xử lý thì nó sẽ tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thì mình nên có một cái phi lớn hoặc là có cái bể lắng, thì khi mình bơm cái nước đó vào thì bình thường một số anh em bà con mình vẫn sử dụng cái nước đó, mình bơm vào rồi mình để mình lắng lại rồi mình sử dụng, mình sinh hoạt vẫn được mà. Thì đó, cho nên là ví dụ như các bạn bơm vào một cái phi, cái bể, rồi các bạn sử dụng cái phèn chua, rồi hoặc là các bạn có thể ra cái trạm y tế các bạn xin, hoặc là các bạn mua cái ra mấy cái tiệm, mình không biết là tiệm thuốc tây hay tiệm thú y họ bán, nhưng mà bạn bạn ra đó bạn hỏi bạn mua cái phèn chua về để mà các bạn khuấy đều nó cho nó sẽ lắng cặn những cái chất vô cơ, những cái cặn bẩn, những cái chất lơ lửng ở trong nước thì nó sẽ lắng xuống. Rồi các bạn bổ sung thêm cái chlorine vô. Thì các bạn bổ sung cái clo, thì ở ngoài đó khi mà các bạn đi mua các bạn hỏi luôn mua cái clo về để xử lý nước, thì người ta sẽ bán cho bạn clo đó. Thì các bạn về về và các bạn khoắng lên, khoắng đều lên để các bạn lắng cặn xuống. Rồi các bạn nếu mà muốn muốn làm kỹ hơn nữa thì các bạn sẽ rút cái lớp cặn bẩn đó ra, rồi các bạn tiếp tục các bạn đánh clo lần hai nữa. Thì làm như vậy là nó vừa là xử lý được cái cặn mùn bã hữu cơ, rêu tảo, rồi cái những cái vi sinh vật mà nó ở trong nước đó, thì các bạn sử dụng clo thì nó sẽ diệt được cái vi sinh vật đó, mặc dù là nó không phải là hoàn toàn là 100%, nhưng mà nó cũng giúp giúp cho là diệt khuẩn. Thì cái nước đó mình lấy mình sử dụng để mình đun nấu, mình ăn, mình sinh hoạt được mà, cho nên là mình sử dụng nuôi vi sinh thì cũng được thôi, chứ không có vấn đề gì khó. Chứ còn nếu mà ví dụ mà các nhiều nhiều bạn, nhiều công ty họ chia sẻ là không được, ví dụ nếu mà làm như vậy mà họ chia sẻ là không được nữa thì mình nói là nó không đúng tại vì các bạn phải tưởng tượng là nhiều công ty họ nói là lấy cái nước mà nước sông, nước suối, nước ao, nước hồ lên mà sử dụng trực tiếp, thì nhiều khi mình nuôi, mình lấy cái nước đó lên mình nuôi con mình nhân sinh khối con men vi sinh, thì con men vi sinh mình sẽ vô tình mình nuôi những con vi sinh có hại nằm ở trong cái nước đó, thì cái đó là đúng. Nhưng mà ví dụ như mình xử lý nó đi, mình khử trùng nó đi, mình đánh clo xuống thì làm cho vi sinh nó bị chết đi. Sau khi mà để à khi mà các bạn đánh clo xong á, không phải các bạn không sử dụng được liền, mà các bạn để 1 2 3 ngày gì đó cho nó clo nó bay hết đi, rồi các bạn sẽ lấy cái nước đó là các bạn nuôi con vi sinh được đó. Thế thôi chứ cũng không có gì phức tạp lắm đâu, nhưng mà nhiều công ty thì họ nói như thế. Còn hôm nay mình cũng chia tiện đây á, là mình cũng chia sẻ lại với các bạn, cũng nãy giờ nói chứ cũng 2 mấy phút rồi. Thì mình là những bạn nào mà đang xem mà clip này thì chắc là các bạn cũng quan tâm, cho nên là mình chia sẻ thêm với các bạn rằng là
những công ty mà họ họ bán hoặc là những người đang kinh doanh đó, thì họ sẽ không có nói cho các bạn biết là nuôi con vi sinh là tức là nói sao để các bạn hiểu ta. Tức là người ta sẽ không có chia sẻ với các bạn cái cách để mà các bạn nhân sinh khối con men vi sinh hoài hoài lên vậy. Người ta chỉ gợi ý cho các bạn là các bạn nhân lên cấp 1, cấp 2 thôi. Rồi các bạn xài xài hết đi rồi các bạn lại mua cái vi sinh, lại mua cái men gốc về rồi các bạn lại ủ lên cấp 1, cấp 2 tiếp. Để người ta còn bán được cái vi sinh, chứ còn nếu mà người ta mà chia sẻ với các bạn giống như mình á, mà chia sẻ với các bạn là nuôi con vi sinh mua một lần mà sử dụng hoài như vậy thì người ta sẽ bán vi sinh không có được, cho nên là người ta họ sẽ không có nói cho các bạn biết cái cách đó đâu. Nhưng mà theo mình á thì các bạn cứ thử đi, các bạn cứ thử, các bạn làm đi rồi nếu được hay không được thì các bạn tự biết à. Còn mình á thì mình đang đặt mua cái kính hiển vi, đặt mua cái kính hiển vi để mình về mình xem, mình thật sự mình biết là nó được, chắc chắn là nó được rồi đó, nhưng mà mình sẽ chứng minh với các bạn, mình sẽ soi cái kính hiển vi, mình quay lên mình chứng minh cho các bạn là mình cứ nhân hoài như vậy mà mình không cần phải mua đó, thì mình sẽ chứng minh cho các bạn bằng cái clip sau đó. Thôi clip cũng dài rồi, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nha, rồi hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.